Xin mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh review bất động sản nhà vườn. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái lô đất có một cái ao cá, một cái vườn dừa. Ngay vị trí hiện tại mà mình đang đứng ở đây là thuộc về là ấp 10, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Lô đất ngày hôm nay có tổng diện tích là 2.500 m², tương đương với là 2,5 sào. Điểm nhấn của lô đất này là một cái hồ cá ha. Anh chị nào mình quan tâm đến đất view hồ, view nghỉ dưỡng thì đây chính là sự lựa chọn của mình. Hiện tại trên đất ngoài cái ao cá này ra có tổng diện tích của cái ao này khoảng tầm 500 m², còn khoảng 2.000 m² còn lại là một cái vườn dừa. Dừa này đã trồng được khoảng 1 năm. Nếu như chăm sóc tốt thêm 1 năm nữa là dừa mình bắt đầu là chuẩn bị có trái. Tại vì dừa này là dừa dạng xiêm lùng, tầm 2 năm, hơn 2 năm là nó bắt đầu cho trái rồi nha anh chị nha. Lô đất này có một cái ưu điểm rất là sáng giá, đó là lô góc hai mặt tiền đường. Mặt tiền bê tông trước là 37 m, và một cạnh đường bên hông là chiều sâu của lô đất là 70 m. Bên hông này ha, chút xíu là mình sẽ ra đằng trước, mình sẽ chia sẻ về cái mặt tiền trước và cạnh đường bên hông cho anh chị mình được nhìn một cách rõ ràng hơn ha. Giá bán của cái lô đất này là 2,4 tỷ, tương đương với khoảng 960 triệu trên một sào. Thì đất của xã Xuân Tây huyện Cẩm Mỹ thời điểm hiện tại và những thời điểm mà sốt đất trước kia là giá trung bình mặt tiền đường bê tông là 1,5 tỷ đến 1,8 tỷ trên một sào tùy vị trí ha. Nhưng hiện tại thì thời gian vừa qua thị trường bất động sản đã đóng băng và chủ cũng chấp nhận hạ giá xuống đến mức có thể để rao bán và ra lại cái lô đất này. Anh chị nào có nhu cầu mua sử dụng để mình làm view nghỉ dưỡng, để mình làm nhà, có một cái lô đất ở vùng quê lâu lâu ở trên Sài Gòn, mình về đây mình nghỉ dưỡng nghỉ ngơi và những dịp cuối tuần, là một ngôi nhà thứ hai của mình. Mình đào ao thả cá. Lô đất này ra có ao sẵn rồi ha, mình khỏi thấy cần đào. Mình trồng rau, nuôi gà và thả cá. Lô đất này là đã có hàng rào, lưới, kẽm gai, trụ bê tông xung quanh lô đất mình hết rồi. Nên rất là yên tâm, không sợ về vấn đề tranh chấp nha anh chị nha. Rồi bây giờ mình ra đằng trước, mình quay mặt trước cho anh chị mình xem nha. Và đây là mặt tiền trước của lô đất mình nè anh chị nè. Mặt tiền đường bê tông. Mặt tiền này là 37 m nha. Đường bê tông khoảng 3,5 m, ô tô mình đi thoải mái. Từ ngay vị trí lô đất của mình đi ra ngoài đường nhựa lớn ngoài kia là khoảng 350 m. Thì khu vực này có điện, có dân cư ở luôn rồi nè anh chị nè. Đây, bên đây có nhà dân ha. Bên đây cũng có một nhà dân nữa. Nói chung ở quê mà, mỗi mảnh vườn là một căn nhà nhỏ nhỏ thôi, chứ dân cư không có đông như ở đô thị đâu. Chính vì điểm đó, bên kia cũng có nhà, vài căn nhà lát đác anh chị thấy không. Đây cũng có một căn nữa nè. Cho nên nó ở đây đó, đặc biệt là nó không có ồn nghèo, không bị ô nhiễm không khí ha. Hiện tại có một cái anh đang phát cỏ rồi anh chị nè. Phát cỏ cho cái đám này nó đẹp hơn đó. Tắm dừa nè. Rồi, lô đất này có một cái điểm mà ưu điểm đó chính là lô góc hai mặt tiền. Mặt tiền trước này là 37 m và chiều sâu của lô đất là 70 m. Là coi như là chiều sâu đó cũng là mặt tiền luôn á anh chị. Thì khúc này thì chưa có đổ bê tông ha. Đây, nhưng mà đường cũng đủ rộng ha. Sau này nó đổ bê tông luôn vào trong đó có dân ở. Thì lô đất mình sẽ thành hai mặt tiền đường bê tông. Hiện tại thì chỉ là một mặt tiền bê tông ở đằng trước thôi, còn bên đây là đường bên hông. Nếu mà xét về cạnh của cái rào này qua cái hàng rào của miếng đất bên này là cái đường này cũng khá rộng đó anh chị, khoảng 4 m ha. Đó, đây là cạnh bên hông nè, có hàng rào rồi này kia đầy đủ. Lô đất này có 3 thửa liền kề nhau, hợp lại là thành 2.500 m². Nhưng thửa đất nào cũng có mặt tiền hết nha anh chị nha. Đó, thửa đất nào cũng có mặt tiền hết. Xin nhắc lại cho anh chị được biết cái lô đất này là có giá bán là 2,4 tỷ, diện tích là 2,5 sào ha, 2.500 m², lô góc hai mặt tiền đường tại ấp 10 xã Xuân Tây
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Lô gốc hai mặt tiền đường. Từ đây ra đường Nhựa Chính khoảng 350m ha. Rồi, xin cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Anh chị mình quan tâm thì đăng ký kênh theo dõi mình nha. Xin ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong một video mới tiếp theo.